Dạ, shop Lan Nguyễn em xin mến chào quý cô chú anh chị gần xa đang xem kênh Đồ Xưa Mê Công. Em ở khu vực Thới Hòa, phường Thới An, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ. Số điện thoại giao lưu của em là 0772997668. Thì đầu tiên em xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị mình đã ủng hộ em trong thời gian qua. Và rất cảm ơn cô chú anh chị mình đã đóng góp ý kiến để em sửa đổi và phát triển theo từng ngày ha. Đó, hôm nay em có 18 sản phẩm, cũng có một số đồ em lên giá thanh lý, rất mong được cô chú anh chị mình ủng hộ ạ. Đó, mã đầu tiên vô là mã 1M. Em có một cái bình rồng nha cô chú anh chị mình, hàng gốm Tàu ha, cũng rất là đẹp. Chiều cao là 31, dòng bụng là 64, cổ là 22 và miệng bình là 12. Đó, hàng được vẽ tay hoàn toàn nha cô chú anh chị mình, tình trạng thì lành tích. Đó, có một cái thôi. Rồi mã này thì 1M ha, em giao lưu với giá ưu đãi là 700. Tiếp theo 2M này thì em có một cặp bình men rạng hàng gốm Tàu cũ. Chiều cao là 29 và em đo dòng bụng là 44. Cổ bình thì 13 và miệng bình là 8 thôi. Đó, cặp ha, hai cái thì kích thước bằng nhau. Tích ở đây là lão sư xuất sơn nha cô chú anh chị mình. Đó, hàng men rạng gốm Tàu khá là đẹp luôn. Đó, chung có mộc. Mã 2M này em giao lưu cặp này là 1 triệu. Rồi em qua mã 3M này em có một cái dĩa sơn thủy. Dĩa này là dĩa Nhật 100% nha cô chú anh chị. Đó, đường kính của cái dĩa này là 31 thôi. Tình trạng thì lành tích, hàng rất là đẹp luôn ha. Vẽ tay hoàn toàn. Khi giao lưu thì đi kèm cái cây dĩa nha cô chú anh chị mình. Đó, gốm Nhật ha. Mã này là 3M. Em thanh lý với giá là 300. Tiếp theo thì em có một cái an. Cái an hàng chu đậu, hàng này thì cũng sâu tuổi rồi nha cô chú anh chị mình. Chiều cao là 30. Em đo dòng bụng là 60 và cái nắp miệng ở đây là 18 nha. Đó, hàng này rất là sâu tuổi, gốm rất là già. Hàng chu đậu nha cô chú anh chị. Ba cái chân là ba cái voi, cái giòi voi nha cô chú anh chị mình. Đó, rất là đẹp duyên dáng luôn ha. Tình trạng thì em thấy vẫn lành lặn và liền lạc nha. Mã này em giao lưu với giá là 1 triệu cho mã 4M. Tiếp theo 5M này em có một cái khay trà. Chiều dài cái khay này là 36 và ngang là 26, chiều cao thì 12, gỗ thì gỗ gõ ha, hàng đục Bắc Tiên khá là đẹp luôn. Tình trạng thì lanh tích, đó, đục bốn mặt giống nhau nha cô chú anh chị mình. Đó. Rồi mã này 5M em giao lưu với giá là 1,4 triệu. Tiếp theo 6M này em có một cái cuốn thư ha. Cuốn thư này chữ đục là Phúc Lộc Thọ. Em đo chiều dài tổng thể là 90 và lọt lòng miếng dán ở trong này là 40. Đó, chiều cao lên đây là 40 và độ dài tầm 2 phân nha cô chú anh chị. Đó, hàng đục liền tấm ha. Gỗ lim, đó, gỗ lim hàng cũ nha cô chú anh chị mình. Đó, hàng đục chữ ở trong giữa này là chữ Phúc Lộc Thọ. Đó, liền tấm ha, em đã làm móc sẵn cho cô chú anh chị mình treo. Mã này 6M em giao lưu với giá là 2,2 triệu. Tiếp theo 7M này em có một bức tranh. Chiều dài là 80 và em đo chiều cao lên là 40 và độ dày là 2,5 phân nha cô chú anh chị mình. Đó, hàng cẳng ốc ha, gỗ thì liền tấm luôn. Đó, hàng này thì cũng tầm 20 năm trở lại thôi nha cô chú anh chị. Tức là mã đáo thành công. Rồi mã này là 7M, em giao lưu với giá là 2,8 triệu. Rồi tiếp theo 8M này em có một tấm tranh chữ lộc, hàng cẳng ốc, gỗ gõ mật ha. Chiều dài là 67, lọt lòng miếng dán ở trong là 60. Em đo chiều cao là 47 và lọt lòng miếng dán ở trong là 40. Độ dày thì 3 phân. Đó, hàng cẳng ốc chữ lộc ha. Gỗ rất là đẹp, tình trạng thì lành tích.
Đó, hôm nay em cũng thanh lý tấm chanh này với giá là 2 triệu tư cho mã 8M. Tiếp theo 9M này em có một tấm chanh chữ Phúc hàng cẳng ốp gỗ gõ mật luôn. Chiều dài là 67, lọt lòng là 60. Và chiều cao là 47 và lọt lòng là 40, độ dài cũng là 3 phân y như tấm chanh vừa rồi ha. Đó, cẳng chữ chữ Phúc khá là đẹp. Đó, tấm này em cũng thanh lý với giá là 2 triệu tư cho mã 9M. Đó, mấy cái tấm chanh này thường em lên là 3 triệu rưỡi, 3 triệu 2 không ha. Giờ hôm nay em thanh lý thu hồi vốn nha cô chú anh chị. Rồi tiếp theo thì mã 10M em có một cái tấm chanh. Đó, tấm chanh này rất là đẹp luôn. Chiều cao là 60. Em đo lọt lòng miếng dán ở trong này là 79. Và vị trí ngang là 52 và lọt lòng miếng dán ở trong là 42 và độ dài là gần 3 phân ha, 3 phân yếu một chút nha cô chú anh chị. Đó, phía trong này thì khắc luôn nha cô chú anh chị mình, đó hàng gốm Tàu có mộc ha. Đó. Con rồng này là khắc luôn nha cô chú anh chị mình, đó rất là đẹp. Nhất lòng ha. Gốm Tàu ở ngoài là khung gỗ nha cô chú anh chị mình. Hàng có móc giao sẵn ha. Đây, phía sau này gỗ nha. 10M này em giao lưu với giá là 3 triệu 2. Tiếp theo, 11M này em có một cái hũ. Một cái hũ gồm 4 cái này, cái đầu lưng ha. Ở phía trên này cũng có một con lưng luôn. Chiều cao là 43. Em đo dòng bụng là 97 và em đo cái miệng là 20. Đó. Đó, con lưng khá là đẹp luôn. Phía trong đây. Gốm Tàu nha, tình trạng thì lành tích. Cái này men này thì cũng rất là già rồi nha cô chú anh chị mình. Đó, xung quanh này người ta vẽ tay hoàn toàn nha. Chùm có 6 chữ Tàu. Đó, mã này em giao lưu với giá là 2 triệu 2, 11M. 12M này em có một cái bình hút lọc hàng của Chu Đậu Đắp Nổi ha. Chiều cao là 41 và em đo dòng bụng là 116. Em đo miệng là 11 nha cô chú anh chị mình. Đó, hàng Đắp Nổi con rồng khá là đẹp luôn. Gốm cũng rất là già. Hàng nặng tay vuốt tay cho nên rất là đẹp nha cô chú anh chị mình. Đây. Mã này thì em giao lưu với giá là 2 triệu 6, 12M. Cô chú anh chị mình thích mã nào chụp hình gửi vô Zalo cho em nha. Số điện thoại giao lưu của em là 0772 997 668. Đó, cô chú anh chị mình cứ gửi hình vô cho mình không có lộn mã nha cô chú anh chị. Rồi tiếp theo thì em có một cặp bình. Một cặp bình bách hoa khá là đẹp luôn. Hai cái kích thước bằng nhau ha, em sẽ đo đại diện một cái thôi. Chiều cao là 55. Và em đo dòng bụng là 92. Cổ bình là 41 và miệng bình là 19. Đó, hai cái kích thước bằng nhau ha. Tình trạng thì lành tích. Đó, hàng được vẽ tay hoàn toàn nha cô chú anh chị mình. Đó, đặc biệt cái cặp này là có hai bên hai cái đầu hươu khá là đẹp luôn. Đó, em quay kỹ cho cô chú anh chị mình xem. Cái đầu hươu khá là đẹp ha. Cô chú anh chị mình nhận hàng được kiểm tra hàng trước khi thanh toán cho nên cô chú anh chị mình cứ yên tâm nha. Hàng bên em lên sao thì em giao vậy ha. Và đúng y chất lượng vậy nha cô chú anh chị. 13M này em giao lưu với giá là 4 triệu 2. Vừa không? Rồi tiếp theo 15M này em có một bộ tam đa. Đó, một bộ tam đa ba ông Phúc Lộc Thọ gỗ hương hàng liền khối. Ba ông này thì kích thước xem nhau nha cô chú anh chị. Đó, chiều cao thì 60 ha.
này để sát quá hơi khó đo. Em đo cái hoành ở đây thôi. Hoành ở đây là 56. Đó, ba ông thì cao cũng xem như nhau. Phúc lộc thọ ha, gỗ hương hàng liền khối rất là đẹp. Đó, hữu duyên cô chú anh chị mình thì giao lưu thì cứ liên hệ với em. Đó, nhìn ba ông rất là có hồn luôn. Em xoay mặt sau cho cô chú anh chị mình xem. Cái này cũng rất là cao luôn, cao 60 là rất là cao luôn nha cô chú anh chị. Đó, nặng tay nữa. Ý, nặng tay quá. Đó. Rồi mã này em giao lưu với giá là 4,5 triệu. Cho mã 14M. Rồi tiếp theo 15M này. 15M này em có một bộ bộ tứ quý hàng gốm tàu, khung thì khung gỗ ha. Đó thì bốn miếng kích thước bằng nhau, em sẽ đo đại diện một miếng thôi. Chiều cao là 1m2. Em đo lọt lầm khung ở trong này là 73. Vị trí ngang là 37 và lọt lầm khung là 20 và độ dày là 2,5 phân. Đó, khung ngoài là khung gỗ, còn phía trong này là gốm tàu ha. Gốm thì lành lặn và liền lạc hết, cái khung thì cũng không có nứt nẻ nha. Phía trong tích làm cổ đồ nha cô chú anh chị. Bộ này hôm nay em lên cũng giá thanh lý là 3,8 triệu cho mã 15M. Bộ này thường em lên là 4,5 triệu ha. Giờ em thanh lý là 3,8 triệu thôi. Cô chú anh chị mình yêu thích thì gửi vô Zalo cho em. Đó, liên hệ với em qua số điện thoại là 0772997668. Em quay mặt sau luôn. Đó, hàng lành lặn và liền lạc hết. Rồi tiếp theo 16M này. Em có một cặp bình, đó, cặp bình này khá là lớn luôn. Chiều cao là 1m42 luôn nha cô chú anh chị. Đó, 1m42 ha. À, miệng ở trên này là 32. Em đo dòng bụng. Em đo dòng bụng chỗ lớn nhất là 128. Và cổ bình là 58. Tích là sơn thủy, hàng được vẽ tay hoàn toàn nha cô chú anh chị. Đó, mình về mình trưng bày để ở phòng khách rất là sang ha. Hai cặp bình này khá là lớn luôn. Hoặc là mình để trưng bày hai bên chỗ góc thờ hay cô chú anh chị mình. Đó, thường thì em thấy người ta để như vậy á. Tích là sơn thủy. Đó, khá là hữu tình. Xoay xoay. Đó, mặt đối diện không? Xung quanh đều vẽ hết trơn nha cô chú anh chị mình. Toàn bộ là vẽ tay ha. Coi cái chung đế luôn, quay cái chung đế luôn. Rất là đẹp. Đó, tình trạng cặp này thì lành tích, hàng thì em bao kiểm tra hàng trước khi thanh toán, cho nên cô chú anh chị mình cứ yên tâm khi nhận hàng ha. Đó, chung đế ha. Rồi cặp này là mã 16M, em giao lưu với giá là 13 triệu. Đó, hàng này thì khi mà em ship đi cũng khá là tiền phí rất là cao nha. Rồi tiếp theo em qua mã. À, em có một cặp liễn. Đó, một cặp liễn này hàng liền tấm ha, rất là đẹp luôn. Em đo chiều cao của cặp liễn này là 2m17. Ngang là 24 và độ dày là 3 phân. Hàng liền tấm khá là dày dặn ha, được cặn ốc xung quanh này luôn nha cô chú anh chị mình. Đó, ở đây thì những dòng chữ ha, phía trên này thì hai trái đào. Cặn viền luôn nha cô chú anh chị mình, khá là đẹp luôn. Tình trạng thì lành tích, không có nứt nẻ nha cô chú anh chị. Đó, ốc thì cũng không có sức ốc luôn ha. Phía dưới đây người ta cẳng tích là chim hoa ha. Đó, hai bên rất là đối xứng với nhau. Này rất là nặng nha.
Đó, em đã làm thay móc mới cho cô chú anh chị mình rồi. Phía sau cũng đẹp nha cô chú anh chị, gỗ gõ ha. Rồi cặp này em giao lưu với giá là 13 triệu cho mã là 17M. Rồi tiếp theo em sẽ qua mã 18M. 18M này em có một bộ chúc gồm 7 món. Đó, gồm hai cái đôn nhỏ, một cái đôn lớn để giữa hai cái ghế đơn ha, và một bàn và một cái ghế băng dài. Thì em sẽ đo cái đôn nhỏ này trước, hai cái kích thước bằng nhau. Mặt đôn ở đây là đường kính là 35 vuông. Miếng dán ở trong là 20 vuông. Chiều cao là 40 và em đo diềm đôn là 14. Cái đố chân dày 6 phân. Đó, hàng cẳng ốp gỗ thì gỗ gõ ha. Đục kiểu dáng chút khá là đẹp nha cô chú anh chị mình. Chân ghế cũng vậy mà diềm cũng vậy ha. Đục cái kiểu khung chút tứ diện thì giống nhau. Đó, rất là nặng tay luôn. Hàng này cũng lâu năm nha cô chú anh chị. Đó, thì có một cái đôn lớn này ha. Cái đôn lớn này là nằm cặp hai cái ghế đơn. Em đo chiều ngang là 40 và chiều dọc như vậy là 50. Lọt lòng chiều dọc ở trong là 36 và ngang là 26. Chiều cao là 54. Đố là dày 14 phân. Đó, cái đố chân dày 7 phân. Đó, hàng cẳng ốp ha. Ốp thì cũng đã ngả màu theo thời gian. Màu vàng chanh xanh lục khá là đẹp luôn. Cái đôn này thì hơi cao một chút ha. Cao hơn hai cái đôn kia tại vì để cặp hai cái ghế đơn cho nên nó phải cao hơn. Cao cũng bằng cái bàn luôn nha cô chú anh chị. Đây. Đó, mấy kiểu dáng khung chúc này thì đục mình khỏi phải chê vào đâu được nha cô chú anh chị, rất là đẹp luôn. Rồi, tiếp theo em sẽ qua đo cái ghế đơn. Em đo chiều ngang là 66. Chỗ ngồi ra là 52. Em đo cái đố tay dày 10 phân. Tựa lưng cao là 75. Từ mặt đất lên chỗ ngồi là 42. Em đo diềm ghế ở đây là 18. Và cái đố chân em đo là dày 8 phân nha cô chú anh chị. Tổng thể chiều cao là 1m13. Đó, phía bên tay người ta cũng đục cây trúc khá là đẹp luôn ha. Đó, đặc biệt nhất là cái tay này nè, duyên dáng ha, nhìn rất là đẹp. Đục rất là sắc sảo nha. Tình trạng bộ này không có nứt nẻ, không có mối mọt nha cô chú anh chị mình. Đó, hàng là lành lặn hết nha. Ốc thì em thấy không có sức ốc nha cô chú anh chị. Đó, mặt tựa lưng người ta cũng cẳng luôn. Hàng rất là dày dặn và nặng tay. Bộ này thì em đã phủ bóng BOM cho cô chú anh chị mình rồi, vẫn thấy cái vân gỗ đẹp ha. Bộ này là tay 12 nha cô chú anh chị mình, em đo ngay cái khớp chút này ha. Đó là 12, tay 12. Rồi xoay mặt sau cho cô chú anh chị mình xem. Những bộ trước thì em đã giao lưu rồi, hôm nay em giao lưu về thêm một bộ này cô chú anh chị mình mà lần trước hỏi em á, mà em đã bán rồi thì nếu như mà thích thì liên hệ với em ha. Đó, số điện thoại giao lưu của em là 0772 997 668. Ở bên em thì được cho kiểm tra hàng trước khi thanh toán cho nên cô chú anh chị mình cứ yên tâm. Rồi tiếp theo thì em sẽ đo cái bàn. Cái bàn này dài 1m là 24. Và em đo lọt lòng là 107. Ngang là 57, lọt lòng là 40. Chiều cao của mặt bàn này là 57 và cái diềm bàn ở đây là 18. Cái đố chân dày là gần 10 phân nha, 9 phân nha cô chú anh chị. Đó, hàng cẳng ốc ha, ốc thì cũng ngả màu theo thời gian. Tích ở phía trong này là tích đồng quê. Đó, tình trạng ốc mặt bàn cũng lành lặn và liền lạc hết. Phủ bóng mờ cho nên cô chú anh chị mình khi em quay thì cô chú anh chị mình rất là nhẹ dễ nhận biết cái chất gỗ đẹp ha.
đố chân bàn khá là dày dặn luôn. Cô chú anh chị mình ở gần khu vực miền Tây á, thì cứ liên hệ với em nếu như mà trực tiếp lại nhà coi ha. Đó, còn cô chú anh chị ở xa không yên tâm thì em sẽ gửi hình ảnh và clip cho cô chú anh chị mình thêm xem thêm. Rồi tiếp theo em sẽ đo cái ghế băng dài này gồm có một cái. Chiều dài tổng thể là 1m87. Và em đo lọt lòng miếng dán ở trong là 1m6. Từ chỗ ngồi ra là 50. Và em đo tựa lưng cao là 77. Từ mặt đất lên chỗ ngồi là 42. Và cái đố cái diềm ở đây là 17, 18 nha. Đó, cái đố chân dày 8 phân, hơn 8 phân. Thường mấy cái ghế băng dài này cô chú anh chị mình xem rất là đẹp luôn ha. Đó, hàng cái tựa lưng đục khá là đẹp. Kiểu ghế mà khung chút này nữa thì khỏi phải chê hết cô chú anh chị mình. Đó, nhìn rất là tỉ mỉ và sắc sảo, đục rất là nét luôn. Mặt tựa lưng của cái ghế dài này cẳng tích làm đồng quê nha. Bộ này rất là dày dặn luôn. Bộ chúc gồm 7 món, 2 đôn nhỏ, 1 đôn lớn, 2 ghế đơn, 1 bàn và 1 cái ghế băng dài. Thường mấy bộ này em giao lưu cái giá mềm cho nên em giao lưu lại cô chú anh chị mình cái giá cũng rất là hữu nghị ha. Đó, rất là dễ chơi. Rồi quay mặt sau cho cô chú anh chị mình xem, bên em quay hàng rất là kỹ, từng chi tiết tỉ mỉ cho cô chú anh chị mình dễ xem, dễ nhìn ha. Chọn bộ chúc gồm 7 món, gỗ thì gỗ gõ. Đó, mã này là mã 18M, em giao lưu với giá là 36 triệu. Đó, 36 triệu này thì em bao phí ship cho cô chú anh chị mình toàn quốc rồi. Đó, rồi mã này cũng là mã cuối clip ha. Em xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị mình đã theo dõi. À, em cũng nhờ em lên clip có điều chi sơ sót, cũng kính mong quý cô chú anh chị mình thông cảm và bỏ qua. Em xin mến chào và hẹn gặp lại.